chống cháy tốt nhất bản hai chế độ mới nhất. Video hôm nay thì mình giới thiệu rất chi tiết đủ các loại, giá cả, thông số kỹ thuật, các mẫu từ 500 đến 2 triệu. Anh em xem kỹ video. Mình sẽ đi giới thiệu mẫu 2 triệu. Đây mẫu 2 triệu nha. Mẫu này là nặng 7 kg một đôi. Củ 450 đại. Từ 12 cm, khuôn 4,5, trang bị chế độ bật siêu tép. Chiều ngang là 30 cm, chiều cao 18 cm, chiều sâu 21. Bản này có hai màu, màu sim tím và một màu đen. 2 triệu bao ship, chống cháy 100%. Đây, sang bên này là mẫu 1.500.000 và 1.250.000. Bên này là 1.500.000, bên này là 1.200.000. Để mình sẽ giới thiệu một cặp 1 triệu gỗ, 1 triệu khung gỗ, 1.500.000. Phễu này 16 x 16, chiều cao tổng là 20 cm, có trang bị chế độ bật siêu tép. Này, dây làm dày sẵn 1 mét rồi, về đấu đi loa, đi đâm ly, đi cục đẩy, đỏ là cộng, trắng là trừ. Từ 12 cm nha, 450 đại, côn 4,5, chống cháy 100%. Và bản thứ hai đó là bản 450 chung. Đây là 450 đại, đây là 450 chung, 1.250.000, côn 4,5, phễu 16 x 16, cao 20, trang bị hệ thống chống cháy và chế độ bật siêu tép. Bản này thì có hai màu, màu đen và màu gỗ. 1.250.000. Bên này là 450 đại, 1.500.000, 1.250.000. Giá này bao ship, dùng cho âm ly, cục đẩy được hết. Âm ly từ 2 sò đến đẩy 40 sò. Bật 20, 25, 30, 40, 50 đều ok. Lo phun, lo đứng, lo nằm đều được. Lo cây, lo nào cũng được. Cứ có loa là được. Sang bên này là 1.500.000, mẫu này là 7 kg một đôi. Riêng về khung sắt nhé, thì đây là 1.200.000 này, đây là 1.500.000 này. Đó. Chúng tôi đều trang bị một công tắc nhé, anh em nhìn được không? Đấy, một công tắc thôi, còn bên kia là không gắn. Đây là 450 chung, 1.200.000 một đôi, từ 12 cm, côn 4,5. Còn đây là 450 đại, nặng 7 kg một đôi, 1.200.000 là nặng 5 kg, côn bằng nhau. Sang bên này mình sẽ tổng hợp cho anh em một mẫu 1 triệu. 1 triệu thì là mẫu 350, côn 3,5, phễu 12 x 12, chiều cao 16 cm, củ từ 9 cm, côn 3,5, trang bị chế độ bật siêu tép. Đây là tép thành phẩm, chế độ bật siêu tép. Về anh em, bản này thì có hai màu nhá, màu đen này, màu gỗ, chống cháy 100%. Về chúng ta đấu này, anh em nhìn đây, mình anh em hướng màn hình đấu vào đít loa. Đấy, anh em nhìn được không? Đây này, đấu đít loa này, đỏ là cộng. Đấy, ok chưa? Đấy, hoặc là đít đâm ly, đít cục đẩy đều được. Mình chỉ đi giới thiệu tiếp này. Đây là cặp 1.350.000. 1 triệu thì phần khung sắt. Khung sắt thì cũng có hai loại. 1 triệu một đôi nhá. Từ 9 cm, côn 3,5. Phần khung sắt thì chỉ thiết kế một công tắc thôi. Anh em thấy đây. Một công tắc này, bên này không gắn nhá. Đôi nào cũng thế. 1 triệu này. Anh họ loại này anh em lấy loại nào cũng được. Đây là cặp 800 cũng thế, một công tắc. Còn bây giờ phần 800 khung chân gỗ, khung gỗ thì là hai công tắc. Đây. Đây là củ 500 xịn cao cấp, chống cháy 100%. Phễu 12 x 12. Củ 500 xịn nhá. 800 này. Còn bên này là 600 này. 600. Củ 500 xịn, 600 thì không có công tắc. Từ 800 đổ lên nhá. Còn sang bên này là 500 này, 500 thì là 500 gỗ. 500 thì không thiết kế công tắc vì mẫu này tép đa năng. Về một cỡ thôi, về anh em dùng là ok lắm rồi. Phễu 12 x 12, từ 8 côn 2,5. Dây dài 1 mét. 500 khung sắt đây. Đấy, chống cháy 100%. Đấy, từ 8 nha. Côn 2,5. Đấy. Mình sẽ lại tổng hợp lên mặt ảnh cho anh em những mẫu tép hôm nay này. Cặp này là 2 triệu này. Đấy, thấy không? Cặp bên này là 1.250.000 này. Cặp
cặp bên này là 1,5 triệu này. Đấy. Thấy chưa? Bên này là 1,5 triệu. Bên này là 1,2 triệu. Được không? Bên này là 1 triệu. Bóng đèn bị đứt tóc thì loa tép sẽ không kêu. Anh em có thể lấy bóng sơ cua dán trên nóc, anh em thay thế vào nhá. Loa tép mà không có bóng cảnh báo méo tín hiệu thì nó là loa tép mù nha các bạn nhá. Đây. Loa tép này có bóng cảnh báo méo tín hiệu này. Trong quá trình sử dụng, bóng đèn không sáng mới ok. Chứ còn bóng bị sáng là do dàn chúng ta bị méo tín hiệu rất nặng. Dàn không chuẩn, ghép vang nâng lọc, lọc nâng vang hoặc cái gì đó. Mixer hoặc những cái thiết bị gì mà bị bát tép phang nhau lẫn lộn khoảng 30-40%. Đấy, méo tín hiệu nặng nhá. Thì bóng này sẽ cảnh báo sáng ngay. Đấy. Bóng không sáng mới ok các bạn nhá. Mấy loại là mới gọi là dàn chuẩn. Đây là bóng dự phòng trên nóc này. Đấy, nha. Bóng dự phòng đây. Bóng này giả dụ như anh em không bị dùng có thể bị cháy bóng thì chúng ta có thể rút ra. Rút ra và thay cái bóng sơ cua trên nóc này vào. Nhiều anh em cứ hỏi cái bóng trên nóc làm gì để sơ cua nhé các bạn nha. Bóng không sáng mới ok. Còn bóng bị sáng là phải xem lại ngay. Dàn chúng ta ghép có thể bị méo tín hiệu rất nặng. Chất âm thì không thể hay. Quả này cái tượng dày tép nhé các bạn nha. 1 triệu một đôi, bao ship.